chào cả nhà. Chúc cả nhà một ngày mới vui vẻ và thành công trong cuộc sống nha. Hôm nay mình đi bắt ong ruồi nữa cả nhà ơi. Mời cả nhà cùng đồng hành cùng mình nha. Rồi đây cả nhà ơi, ong ruồi tiếp theo cả nhà. Ong ruồi này lớn lắm cả nhà ơi. Ong này bự. Đây cả nhà. Quá bự. Giờ mình gác máy là mình lên bắt nha cả nhà. Đây cả nhà, tổ bắt xuống nữa nha. Quá lớn rồi, cục mực quá đã. Cục mực quá bự rồi. Ồ, hết biết cục mực. Hết biết cục mực nè. Mặt quá khủng nữa nè. Mặt quá bự rồi. Mặt quá bự rồi nha. Ui, hết biết cùng mặt. Cùng mặt hết biết rồi cả nhà. Quá bự rồi. Rồi giờ mình đi kiếm tôm mới nha cả nhà ơi.
Tổ mới chắn được một sĩ. Đây cả nhà ơi, tổ ruồi mới bắt xuống cả nhà. Tổ này nãy nằm bụi tre mà nó nằm cao quá cả nhà ơi, nằm cao quá bắt xuống mực nó chảy hết miếng. Tổ này cái sĩ cả nhà, nó bự. Rồi giờ mình đi kiếm tổ khác nha cả nhà. Đây cả nhà ơi, bắt xuống rồi cả nhà. Tổ nó nhỏ mà mặt quá đầy luôn cả nhà. Tổ nó nhỏ mà mặt nó liếp á. Mặt nù, nù ghê luôn. Rồi giờ đi kiếm tổ mới nha cả nhà. Rồi đây cả nhà, tổ mới bắt xuống luôn cả nhà ơi. Tổ người mới bắt xuống. Mặt chưa đầy mà mặt nó nhiều cả nhà. Mặt chưa liếp mà nhiều. Rồi giờ mình đi kiếm tổ mới nha cả nhà. Rồi đây cả nhà ơi, tổ ruồi tiếp theo rồi cả nhà. Đó, nằm giữa hình nữa cả nhà, cầu vẫn đen á. Tổ nó cũng vừa cả nhà ơi. Đây cả nhà, đó. Giờ gắt máy em leo không bắt nha cả nhà. Đây nha, tổ cả nhà. Mật chưa bít nắp cả nha, mật nhiều cũng chưa bít nắp. Rồi giờ mình đi kiếm tổ khác nha cả nhà ơi. Đây cả nhà ơi. Mới bắt xuống cả nhà. Mới bắt xuống luôn. Tổ nhỏ mặt quá đầy luôn cả nhà, liếp đó nè. Rồi giờ mình đi kiếm tổ mới nha cả nhà ơi. Đây cả nhà, thành quả bữa nay được bao nhiêu đây? Bao nhiêu đây được 1 lít cả nhà ơi. Bữa nay đây được 1 lít là may mắn lắm rồi cả nhà. Cái này mình cạo hết rồi nha cả nhà. 1 lít nè. Rồi, hẹn gặp cả nhà trong những video tiếp theo nha cả nhà. Cả nhà thấy khúc này đẹp không cả nhà? Rồi, chào cả nhà nha.